Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp. Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày mậu thân tức can sinh cho chi, có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỷ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, gồm sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao cựu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý đang có được những dấu hiệu rất chi là tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết. Với bạn tuổi Tý, bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho những mâu thuẫn biến thành rạn nứt trong chuyện tình cảm, đẩy hai người phải ra xa nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý, nhờ có một điều rằng tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng, cho nên bạn tuổi Tý biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ bền lâu. Ngược lại, nếu như bạn tuổi Tý không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ rời xa bạn. Ai cũng có hạnh phúc thuộc về mình, bạn hãy trân trọng những gì mà mình đang có được. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc và tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay luôn gặp được suôn sẻ mọi mặt. Bạn mệnh là người làm việc chăm chỉ, hiệu quả trong công việc lên mức cao nhất. Do đó, bạn có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng kha khá trong ngày hôm nay với mình về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim quý nhân phù trợ tài lộc được dồi dào từ vi tuổi bính tý thuộc thủy bạn cần phải bình tĩnh lựa chọn đừng có vội vàng dễ mắc sai lầm từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, thu nhập được vững vàng và ổn thỏa gia đạo được êm ấm hạnh phúc từ vi tuổi canh tý thuộc thổ không lo lắng về tiền bạc thoải mái trong việc chi tiêu từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc trân trọng những gì mình đang có, đừng quá ảo vọng vọng về những thứ không thể thành sự thật. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay nhiều bước được tăng tín, bản mệnh tuổi Sửu kiểm soát được việc chi tiêu của bản thân và đưa ra những kế hoạch quản lý về tài chính rất chi là khoa học nữa. Tuy với bà tuổi sửu bước đầu việc thực hiện những kế hoạch ấy còn có gặp đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau, với bà tuổi sửu càng cảm thấy quen thuộc với nó và thấy rõ hiệu quả khi không phải lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc trong việc chi tiêu. Xét về ngũ hành tương sinh tương khắc, thì trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày thổ sinh xuất chua kim, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi sửu đang có những dấu hiệu rạn nứt tranh cãi bùng nổ từ những vấn đề tưởng chừng như là quá độ nhổ nhặt, đôi bên chẳng ai chịu ai nên vấn đề cứ thế nảy sinh. Những lời nói lúc nóng giận khiến cho mọi chuyện càng đi xa, càng khó giải quyết với bạn hơn. Và với bạn tự xỉu, những lúc không khống chế được cảm xúc của mình thì bạn hay nói ra những lời khiến cho người khác bị tổn thương, tình cảm theo đố mà dần bị phai nhạt. Với bạn tuổi xỉu, bạn là người hãy kiểm soát được cảm xúc, chứ đừng để cho cảm xúc lấn át mình. Về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, thận trọng và cân nhắc trong việc chi tiêu hợp lý, kéo lại mất tiền oan. Tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, đừng có quá tin tưởng người khác, nếu như không muốn bị lừa gạt hoặc là bị đâm sau lưng. Tử vi tuổi kỷ xỉu, thuộc hỏa, tình duyên không thuận lợi, đôi lứa dạy nảy sinh mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt. Từ vi tuổi tân Sửu thuộc thổ, lời nói lúc nóng giận của bạn rất dễ làm tổn thương người khác nên biết tự điều chỉnh. Từ vi tuổi quý Sửu thuộc mộc, tài lộc được tăng tín do bạn có kế hoạch quản lý về tài chính khoa học. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi dần đang có điểm báo cái chuyện tình cảm vợ chồng chẳng được như thuộc ban đầu mà cứ phai nhạt dần theo thời gian với bà tuổi dần, bạn muốn cứu vãn nhưng sự cố gắng của bạn chỉ từ một phía khó có thể thành công được. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho bản mệnh tuổi dần và người ấy dần thiếu đi thi sự quan tâm đến nhau nhưng lại thấy lo sợ mỗi khi nghĩ đến việc có thể đánh mất đối phương. Chính vì nỗi lo sợ này mà sinh ra sự nghi ngờ không còn tin tưởng vào tình yêu bền vững giữa hai người nữa. Với tình yêu lớn lên trong sự nghi ngờ có thể sẽ bị chết trước sự thật được biết rõ. Thay vì nghi ngờ, hai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần đang có điểm báo vận trình tài lộc của bạn đang có dấu hiệu bị xuống dốc trầm trọng. Những mâu thuẫn về phía phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến cho bạn mệnh tuổi dần mất tiền oan vào những việc vô nghĩa và bạn nên tránh xa những vụ tranh chấp ẩu đã ra. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy xui xiệu nối tiếp nhau sẽ đến mất tiền hao của. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tình cảm vợ chồng phai nhạt nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tiểu nhân quấy phá cẩn trọng kéo lại mắc bẫy. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng để cho mình lơ đễnh mà ảnh hưởng tới công việc. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nghi ngờ không tin tưởng nhau là liều thuốc độc giết chết tình yêu phải đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang có điểm báo dễ gặp gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp do có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Và ngày này đối với bạn tuổi mão, con đường tài lộc của bạn cũng theo đó mà không có nhiều tín triển. Ngoài ra, bạn mệnh tuổi mão trong ngày hôm nay đi đâu cũng cần phải cẩn thận với túi tiền của mình. Những đồ đạc có giá trị rất có thể sẽ có kẻ trộm, trộm đồ, trộm tiền của bạn. Cùng với đó, trong ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, mộc kim Tư khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão lại đang có nhiều điều bất cập. Mâu thuẫn nảy sinh liên minh, tất nhiên chẳng có cặp đôi nào không tranh cãi, nhưng với hai bạn, chuyện này xảy ra khá chi là thường xuyên. Những mâu thuẫn ấy có thể biến thành chiến tranh lạnh khi mà chẳng ai muốn buồn nói chuyện với nhau câu nào. Người ta nếm được hạnh phúc của trái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sự sung sướng do chính nó mang đến mặc dù với bạn tuổi mão bồn bã nhưng cả hai chưa từng muốn buông tay có lẽ tình yêu quá lớn đã giúp cho các bạn vẫn giữ được nhau nhưng đừng để tình trạng này kéo dài quá lâu mà hãy học cách để thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tranh cãi liên minh đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa chớ nên đi đường vòng mà cần phải thẳng thắn mạnh dạn tiến tới mục tiêu phía trước bằng chính sức lực của mình. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước để áp dụng và cải thiện cuộc sống hiện tại. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm mau thuận dễ nảy sinh chiến tranh lành. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần cẩn thận với túi tiền của mình những đồ vật có giá trị kéo lại bị kẻ xấu móc túi và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Hợi tuổi mùi. Từ V tuổi thìn thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cho nên với bạn tuổi thìn đang có một ngày với nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm đến với mình. Bạn tuổi thìn, bạn may mắn gặp được người hợp với mình không chỉ về ngoại hình và ra cảnh mà còn hơn cả là sự hòa hợp về tâm hồn, sự thăng hoa trong tình cảm nữa. Hạnh phúc không thể đến từ hư không mà chỉ có thể đến từ phía bên trong của chúng ta yêu là chia sẻ với bạn tuổi Thìn dùng tình yêu tràn ngập trong tim mình để trao đi để cho người ấy biết rằng họ có ý nghĩa đến như thế nào đối với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy vận trình tài lộc của bạn tuổi thìn đang có được nhiều điểm sáng, giúp cho bạn mệnh tuổi thìn có thể phát huy được tối đa năng lực của bản thân mình. Tài năng của bạn là điều không thể chối bỏ được. Và với bạn tuổi thìn, nhờ vào tài năng của mình, với bạn đang có được cuộc sống khá chi là thoải mái và sung túc bởi bạn biết được tự tạo ra cho mình cơ hội để kiếm tiền, để trang trải cuộc sống. Và hôm nay bạn sẽ có được cơ hội phát tài đến với bạn mệnh. Bạn hãy nắm giữ nó thật chắc bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm thăng hoa, Đôi lứa yêu thương nhau thám thít. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, chia sẻ và cho đi để nhận lại nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng ích kỷ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình cảm giặt rào, tạo động lực để cho đôi lứa cùng cố gắng. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tài lộc được dội rào, biết tự tạo ra cơ hội cho mình để kiếm tiền được nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, trân trọng hiện tại và những gì mình đang có, đừng để cho mình phải hối hận khi mọi thứ không còn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bà tuổi tỵ đang có một điểm báo bạn trải qua một ngày không được mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm với mình và chỉ cần những mâu thuẫn nhô nhỏ cũng đủ để thổi bùng cuộc chiến giữa hai người lên Tình yêu khi hợp khi tan là quy luật tất yếu trong cuộc sống này. Mọi sự thay đổi chóng mặt, ngay khi với bạn tuổi tỵ cũng đang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, thì bỗng lại có sự cố xảy ra khiến cho chuyện tình cảm của bạn chẳng đủ vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Tuy tình cảm với bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay không được như ý, nhưng bạn lại đang gặp được thực thần chiếu mệnh chia chở cho bạn cho nên, với bạn tuổi tỵ đang khá chi là may mắn về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thêm được những nguồn thu bất ngờ và rụng rịnh tiền bạc trong tay. Với bạn, đang có được Bồ Tát độ mệnh, chúc phúc, thần giàu có sẽ lặng lẽ giúp đỡ cho bạn trong những ngày gần Tết tiền bạc là quan trọng nhưng không phải là tất cả người giàu có chưa chắc đã sướng nhưng người nghèo thì chắc chắn là khổ có tiền bạn có thể làm được nhiều thứ mong muốn giúp cho bản thân gia đình và những người mình yêu thương có được cuộc sống thoải mái hơn song tiền bạc cũng có nhiều mặt tối đừng để cho đồng tiền mua chuộc tình cảm của bản thân mình vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gia đạo kiếm an in không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ muốn vượt qua sóng gió cuộc đời vợ chồng phải tin tưởng và giúp đỡ cho nhau tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tranh chấp tình cảm để khoảng cách giữa hai người ra xa tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim công việc ổn thỏa được cấp trên trọng dụng có được cơ hội thăng tín từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có những bước tiến rõ ràng trong công việc biết phát huy sẽ gặt hái được thành công với mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh cho nên bạn tuổi ngọ vì thế mà khó có thể đạt được thành công trong công việc vận trình tài lộc của bạn cũng đang kéo theo đó mà giảm sút trầm trọng và với bạn tuổi ngọ đang có điểm báo gặp nhiều rắc rối kéo đến bất ngờ khiến cho bạn không kịp trở tay những điều bạn dự lệnh trước đó đều không sẽ ra đúng như kế hoạch khiến cho bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó được kịp thời Xét về ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bạn tử ngọ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu đôi bên dễ nảy sinh bất đồng tranh cãi và tranh cãi với người mình yêu dù bạn thắng đi chăng nữa thì tình cảm cũng đã nhạt phai với bạn tử ngọ bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt Thái độ sống là thứ quyết định rất nhiều. Bạn và người ấy chắc chắn, khó tránh khỏi sự tranh cãi, nhưng làm thế nào đó để hóa giải được những mâu thuẫn mới là điều cần phải quan tâm. Tìm được người mình yêu đã khó, nhưng để bảo vệ được và giữ gìn được cho tình yêu đó mãi tươi màu thì càng thêm khó khăn với bạn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim, công việc có thể gặp nhiều rắc rối khó có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình duyên trục trặc, đôi bên cần phải thẳng thắn nói chuyện và tìm cách tháo gỡ mọi vấn đề khúc mắc. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, kế hoạch phát sinh, bối rối, khó có thể ứng phó kịp thời. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nên kiên trì với mục tiêu đã chọn và cố gắng hết mình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, thái độ sống là thứ quyết định rất nhiều điều, đừng có tùy tiện bỏ qua. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ V tuổi mùi thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh Cho nên chuyện tiền bạc với bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay chẳng cần phải lo lắng nhiều Bạn mệnh chăm chỉ làm việc nên những gì bạn nhận được hoàn toàn là xứng đáng Bạn có thể tự hào về mình đã dùng được Năng lực của bản thân Để có thể à, có được những gì mình mong muốn Có điều Trong ngày thứ năm này Đối với bạn tuổi mùi Bạn lại đang gặp ngày của thổ sinh suốt chua kim Đây là báo hiệu Bạn đang bị ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của mình Bạn mệnh luôn cảm thấy Cứ mãi cô đơn giữa dòng đời Dù không phải là không có ai theo đuổi Cũng không phải là vì bạn Chẳng nhìn trúng ai Nhưng cuộc đời treo ngươi Theo tình thì tình chạy chạy tình thì tình theo, cố gắng làm cho ai đó yêu bạn cũng khó như cố gắng lựa chọn người mình yêu. Định mệnh sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất và với bạn tuổi mùi đừng có cố ép buộc người khác cũng như là đừng có ép buộc bản thân mình. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chúng ta chỉ có thể đi theo tiếng gọi của trái tim và để cho mọi chuyện diễn ra thật sự tự nhiên mà thôi. Đừng cố gượng ép, sẽ không có hạnh phúc Đặc biệt là, để tạo được ấn tượng tốt đẹp từ buổi gặp gỡ đầu tiên, thì với các bạn nữ, hãy tránh làm cái điều này. Vậy từ vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tiền bạc được dồi dào, không phải lo lắng. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, phát huy sửa trường của bản thân, sẽ thu được những thành tiệu rực rỡ. Từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, tình duyên sung khắc, đôi lứa có thể à, lạc mất nhau giữa dòng xoáy cuộc đời. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ quan hệ bất ổn nên tự nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh cho hợp lý tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng có cố gượng ép bản thân hay người khác hãy cứ để vạn sự tùy duyên và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn về họa tiểu nhân gây ra trong công việc của bạn trong ngày hôm nay và với bà tuổi thân không đủ tinh tế để nhận ra những cạm bẫy mà kẻ xấu bụng đã dài dày công sắp đặt với bạn với người tài giỏi thì hay bị kẻ khác ganh ghét là vậy bản mệnh tuổi thân nên cẩn trọng trong những việc mình làm đừng để cho kẻ xấu lợi dụng những cơ hội để vu oan giáng họa cho bạn gắp lửa bỏ tay người và với bà tuổi thân bạn cũng thường có thói quen chi tiêu vô tội vạ, có nhiều tiền thì tiêu nhiều mà không biết hậu quả của nó sẽ ra sao. Vì thế, trong ngày hôm nay đối với bà tuổi thân, bạn mệnh nên cân nhắc trong việc chi tiêu cho hợp lý, tránh để tiền bạc thất thoát vì những khoản không rõ ràng. Trong ngày này, đối với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có kim khí cực vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề hô hấp và có thể gây ra những sự cố bất thường đối với sức khỏe của bạn và bà tuổi Thân cần phải cực kỳ chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình, dù là lúc nào đi chăng nữa. Vai tử Vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, dễ gặp họa tiểu nhân, bị ganh ghét và ám hại nên cẩn thận, cẩn trọng. Tử Vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, tìm cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân, không nên quá dập khuôn máy móc. Tử Vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, sức khỏe bị suy giảm nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân mình. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, cẩn trọng trong những việc mình làm. Đừng để chua kẻ xấu lợi dụng cơ hội để vu oan giáng họa cho bạn. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, cân nhắc trong việc chi tiêu sao cho hợp lý, tránh để tiền bạc thất thoát vì những khoản không rõ ràng. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 3 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày Dậu thân tương hội. Cái điều này cho thấy gia đạo của bà tuổi Dậu đang có được sự êm ấm, hạnh phúc với bạn trong ngày hôm nay. Vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi Dậu đang trên đà được thăng tín không ngừng. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn những cơ hội để được hạnh phúc được yêu thương và chia sẻ cuộc đời của mình với một người khác nữa. Hạnh phúc là một thứ gì đó thật mơ hồ khiến cho chúng ta bắt buộc phải mơ ước. Chẳng có ai là mong muốn mình trở thành người đơn độc trên thế giới này. Vì thế bạn hãy trân trọng những gì mà bạn đang có trong thời điểm hiện tại. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này vận trình của bạn lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên bạn nhanh chóng lập được nhiều kỳ tích trên con đường sắp tới. Bạn mệnh chọn đúng đường đi cho mình, cho nên đã được nhiều đường đi lòng vòng. Với bạn tự dậu, bạn tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra những ý tưởng nếu có thấy bất kỳ vấn đề gì. Điều này khiến cho cấp trên ấn tượng thực sự về bản thân và có cái nhìn khác về bạn về những thành tích xuất sắc của bản thân, bạn rất có thể sẽ nhận được một phần thưởng bất ngờ hoặc là những lời động viên về tinh thần khiến cho bạn lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ tràn ngập trong ngày luôn. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc luôn gặp thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình duyên như ý, đôi lứa lúc nào cũng mặn nồng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tìm cách hàn gắn những mâu thuẫn để gia đạo luôn êm ấm, hạnh phúc, tử vi tuổi tan dậu thuộc mộc, lập được nhiều kỳ tích trên con đường công danh, sự nghiệp, được mọi người nệ phục. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, dám nghĩ, dám làm, thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn với bạn mà thôi. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang chào đón những cơ hội phát triển về sự nghiệp của mình rất đáng mơ ước. Và ngày này với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày thân Tuất tương hội mang tới cái vận quý nhân tương trợ, bạn mệnh có được không gian để thể hiện năng lực của bản thân và theo đuổi những đam mê nghề nghiệp tạo cho mình tương lai tươi sáng rạng ngời hơn. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài ngập cột nhập cục cái điều này cho thấy đối với những bạn làm công ăn lương hay là những bạn kinh doanh buôn bán thì cũng rất có thể sẽ có được một khoản lời khá chi là lớn về tay và bạn tuổi tuất bạn khéo tìm được cơ hội may mắn cho chính bản thân mình trong ngày hôm nay nữa tuy nhiên với bạn tuổi tuất bạn cũng nên hiểu một điều rằng tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến cho con người ta hạnh phúc trong bản chất của nó không có gì có thể tạo ra được hạnh phúc lòng tham thường là vô đáy, một người càng có nhiều tiền bao nhiêu thì càng muốn nói nhiều bấy nhiêu, đừng để cho cuộc đời của mình bị tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều mà không thể tận hưởng niềm vui về cuộc sống như lĩnh vực về tình cảm. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ có được vận quý nhân phù trợ, biến nguy thành an, dễ dàng vượt qua được mọi rắc rối. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, nắm bắt được cơ hội, thu được nhiều lợi nhuận tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình duyên thám sắc vợ chồng vì nhau mà cố gắng lo cho tương lai tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đào hoa nở rộ đối với những bạn đang còn độc thân dễ kiếm được đối tượng phù hợp với mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có được quý nhân dẫn đường chỉ lối may mắn ngập tràn và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Cho nên, với bà tuổi hợi đang có điểm báo, rất có thể có hàng loạt thị phi về mặt tình cảm khiến cho bạn tuổi hợi lâm vào cảnh điêu đứng. Người ngoài cứ bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai bạn khiến cho bạn mệnh tuổi hợi cảm thấy buồn phiền và chán nản yêu thương dễ khiến cho bạn tuổi hợi mù quáng. Khi yêu ai sai đám, chúng ta thường vô tình bộ lỡ những dịp cần suy nghĩ, cân nhắc. Có lẽ hai bạn nên thông cảm cho đối phương một chút để đôi bên có được cảm giác an toàn và giữ cho tình yêu vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Ngày này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi cũng đang có được báo hiệu rằng những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Và với bạn tuổi hợi, bạn nằm trong top những con giáp chăm chỉ, bạn mệnh chẳng bao giờ để lãng phí một giây phút nào trong cuộc đời của mình cả. Bằng chính tài trí của mình, với bạn tuổi hợi đã thuận lợi vượt qua mọi thử thách gian nan trước mắt thu được lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng, đem đến một ngày tiền bạc rất chi là rộng rịnh trong tay, chi tiêu thoải mái. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm gặp trở ngại do những lời bàn tán, dị nghị của những người xung quanh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, nỗ lực đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng có giá trị với bạn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng có cố gượng ép. Tử vi tuổi tân hợi Thủa kim, tiền bạc ồn ồn kéo về nhà, thuận lợi vượt qua mọi thử thách, gian nan. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, nên thông cảm cho đối phương một chút, tạo động lực cho nhau để giữ cho tình yêu vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.